về nuôi dạy con trong sách, trên mạng Google rất là nhiều, nó nhiều lắm. Thậm chí bây giờ ví dụ như chúng ta lên trên Google, chúng ta gõ là dạy con tự lập thì nó ra kết quả không ít đâu. Nó rất là nhiều. Bài viết của chuyên gia cũng có, những bài viết của các bạn phóng viên không có chuyên ngành cũng có, và nó đủ kiểu hết. Hoặc là chúng ta lên chúng ta gõ một cái từ khóa là dạy con tự học thì chắc cũng phải vài trăm nghìn cái kết quả. Thì như vậy thì nó làm cho mình không biết là mình đọc cái bài nào, hoặc là với cái tình huống đó thì nó có áp dụng được hay không. Hoặc là phụ huynh sẽ hoang mang hơn, các mẹ sẽ hoang mang hơn là cái này áp dụng cho bao nhiêu tuổi. Tại vì mình không có hệ thống hóa được. Và thường những cái bài viết đó thì nó mang cái yếu tố là theo một cái quan điểm cá nhân nào đó nữa. Nó cũng không có, ví dụ như những cái bài viết của các bạn phóng viên đi chẳng hạn, thì lấy ra đâu đó thì viết vô. Nên là chúng ta rất là khó áp dụng. Cách đây khoảng 2 năm rưỡi thì Châu có mời tiến sĩ Ngô Xuân Điệp, trưởng khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh á, thì thầy chia sẻ cái chuyên đề gọi là dạy con theo Google. Dạy con theo Google, tức là khi mà có phát sinh một cái tình huống nào đó thì chúng ta lên Google, chúng ta gõ vào và chúng ta thấy cái nào ưng giống giống, chúng ta tin là sử dụng được thì thế chúng ta áp dụng đại vậy thôi. Chứ chúng ta không có được cái kiến thức nó hiểu, mình nó hiểu không phải theo hệ thống, thì thế là cái việc áp dụng của mình có khi được có khi không. Hoặc là cái tình huống đó là tình huống của một cái người khác, đâu có giống như của mình đâu, đúng không? Thì không áp dụng được. Giống như một cái như thế này, chúng ta tập nấu ăn. Tập nấu ăn. Rồi đây rất là dễ ha, chúng ta lấy tình huống là nấu ăn đi. Rồi trong đây có ai mà mình từng lên Google mình gõ một cái công thức nấu ăn một cái món ăn nào đó. Khi mà mình lên mình gõ mình tìm á, thì thế là cũng chỉ được một cái công thức, một cái công thức để mình nấu ăn. Cái công thức thì nó có nguyên liệu chuẩn bị như thế nào. Rồi đầu tiên là nguyên liệu, rồi cái cách chế biến, đúng không? Cái cách chế biến, rồi khi mình để vô mình nấu thì cái nguyên liệu nào trước, cái nguyên liệu nào sau, và cái các cái món mà để mình liêm phụ da đó, cái gọi là gì đó, những bột ngọt, đường hay là bột niêm, những cái đó thì nó vào trước vào sau như thế nào, và liều lượng nó bao nhiêu, thì trong cái công thức nó đầy đủ hết. Rồi câu hỏi đặt ra đó chính là khi mà có 10 người đọc y một cái công thức như vậy thì 10 người đã nấu ra nó có ra một cái món ăn giống nhau mà. 10 người giao cho đọc cái công thức trên Google giống nhau thôi, và chúng ta vào chúng ta chế biến thì cái món ăn nó sẽ khác nhau, trong 10 người đó thì nó khác nhau hết trơn luôn. Cái nào không có giống nhau. Và đối với cái việc mà mình kết nối ra cái việc mình nuôi dạy con á, nó cũng có công thức, nó cũng có cái lộ trình. Giống như chúng ta chế biến một cái món ăn á, thì ở đây chúng ta học xong thì chúng ta cũng về, chúng ta cũng chế biến, chúng ta ra một cái kết quả. Tuy nhiên là cái liều lượng á, thì mình phải thiên giảm như thế nào để nó phù hợp. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không thể lấy một cái tình huống nào đó của cái việc là người ta chia sẻ trên mạng, trên cộng đồng mà áp dụng cho con mình được. Tại vì nó còn khó hơn cả cái việc nấu ăn nữa, đó chính là cái đứa trẻ thì cái tính cách nó khác nhau, cái cá tính nó khác nhau, cái tâm lý độ tuổi nó khác nhau. Thế cho nên là chúng ta không thể áp một cái công thức mặc định nào đó của ai đó mà đã thành công mà đưa vô cho con mình được. Cho nên là khi chúng ta học á, thì chúng ta phải về, chúng ta phải cần cái sự trải nghiệm, cần cái sự thực hành áp dụng. Và nó thiên giảm bớt cái này, nó tăng cái kia, nó tùy vào cái cá tính của con mình, tính cách, cái độ tuổi nữa, đúng không? Nên là mình học một công thức nhưng mình về mình phải chế biến theo cái cách của mình chứ.
Và khi mà mình để ý, khi mình nấu một cái món ăn ở ban đầu á, mình phải xem, mình làm, mình đọc kỹ, mình làm nhiều khi rất là nhiều lần, đúng không? 5 lần, 7 lần gì đó thì nó mới ra được cái món ăn nó như ý. Đó là nấu ăn theo công thức á, mà nó còn như vậy. Còn cái việc mình dạy con á, thì nó còn khủng khiếp hơn nữa, đúng không ạ? Nó còn khó hơn nữa. Chúng ta nhiều khi chúng ta phải điều chỉnh vài lần gì đó thì nó mới vô được một cái cách nó phù hợp, chứ không phải đơn giản, đúng không? Không thể nói là chúng ta học xong như thế này rồi là qua một 4 tuần, tức là 20 mấy ngày, thì thế là nó ra một kết quả ngay. Khi nó quay cái công thức này, nó cũng sẽ được mình sở hữu cái công thức này nè, thì mình sử dụng cho các cái độ tuổi khác nhau nha. Tùy vào ví dụ như trẻ mầm non khác, tiểu học khác, mà lên cấp 2 sẽ khác. Đó. Thì chúng ta sẽ biết cộng thêm về cái tâm lý nữa, thì chúng ta cũng sẽ áp dụng có một kiểu thôi. Trong cả cái chương trình này chúng ta áp dụng có một kiểu thôi, tùy độ tuổi nào thì mình tùy biến một tí là nó ra một cái bài của mình. Đó là một cái điều rất là thú vị.